Mọi người hãy cùng em đi đi tìm hiểu cái vấn đề này anh Phạm Sơn nha. Thì ở đây thì theo như địa chỉ mà cái địa điểm mà một số người người ta thông tin đó, thì đây là khu vực của thành phố Biên Hòa. Thì mọi người biết đúng không? Thì em nói rồi, em quyết tâm là em sẽ đi làm cho bằng được, phải sẽ tìm cho ra được cái vụ này. Chứ để cái tai tiếng dư luận nguyên ban cũ đó thì nó ảnh hưởng tới rất rất nhiều đến một số anh em gọi là hoặc là những anh chị cô chú ở trong nước chúng ta là lên tiếng đấu tranh, thì nó bị làm cái hình ảnh đó là nhiều khi người dân người ta không hiểu đó cũng khổ. Bây giờ là chúng ta hãy đi vào nha, xem một cái người mà được cái mang cái tiếng là dữ liệu cũ vừa dù với ban cũ nó như thế nào. Em đã tìm được rồi. Nơi đây là cái nơi mà cái người đó thì họ hành nghề, họ hành nghề để họ kiếm sống, và họ thường lên mạng để họ là đấu tranh chống lại những cái luận điệu xuyên tạc của những thế gọi là thế lực thù địch đó anh. Thì họ bị mang tiếng là dư luận viên ba cụ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra ngược cái cuộc sống của dư luận viên ba cụ nó như thế nào. Thì đây mọi người cũng nhìn rõ nha. Thấy chưa? Mọi người thấy rõ là đây là ai không? Chào dư luận viên ba cụ nha. Xin chào anh. Anh ở đâu vậy? Anh hôm nay lại xuống đây làm gì đấy? Thì anh thì chơi trên mạng đúng không? Thì thấy thường xuyên là cái một cái luận điệu rêu rao của những thành phần những thành phần chống phá đất nước, nó rêu rao là những người mà những người mà trong nước mà lên mạng là đấu tranh với tụi nó cho là dư luận nguyên ba cụ. Thì quá bức xúc, thì hôm nay mình đi làm rõ được vấn đề xem có phải là những người đó được ba cụ như họ miệt thị và họ rêu rao không. Thì ở đây là mọi người cũng biết đây là ai rồi đúng không ạ? Đúng không? Đây là Du Nam, là người thường đi cái nick là gọi là Thiên Ân Hoàng, và cũng tham gia rất tích cực trong cái việc mà gọi là đấu tranh chống với cái đám bao e đó. Thì mọi người biết hiện tại bây giờ là 23 giờ đêm đúng không? Thì cuộc sống của anh ta đây, thì ngày mai á, vào ở cái phong tục của Việt Nam chúng ta, ngày mai là ngày lễ vía thần tài, thì cho nên thì người dân á, thì người ta sẽ đặt rất nhiều về vấn đề thịt heo quay và heo nướng để cúng ngày vía thần tài đó. Thì cái cậu Du Nam này thì có một cái tay nghề chuyên về nướng vịt và thịt heo, thì khách hàng người ta đặt. Thì đây là cái cuộc sống của một người công dân Việt Nam, một người công dân ở trên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có tinh thần gọi là yêu quê hương đất nước và đứng lên tham gia vào các diễn đàn thường xuyên để đấu tranh với cái những cái luận điệu xuyên tạc đó. Thì bị họ áp đặt cho cái việc là dư luận viên ba cũ đúng không? Thì cái chuyện đó là chứng minh rõ ràng, thì đã chứng minh cho mọi người thấy rồi đúng không, là thực chất cái ba cũ có hay không. Nhưng mà cái chính ở đây là vấn đề chính là ở đây sẵn về nhân dịp thì cũng muốn cho mọi người thấy rằng là nếu ở Việt Nam chúng ta mà có cái chí cầu tiến, chịu làm thì cuộc sống sẽ rất là thoải mái đó. Nhà nước không hề khó khăn. Dạ đúng đó, anh Phạm Sơn, nhà nước không hề khó khăn với tất cả những người dân. Ai có gì muốn làm ăn sinh sống, có tay nghề gì cứ mạnh dạn ra đầu tư mà làm. Thì mọi người cũng biết rồi, hôm nay bây giờ 23 giờ đêm mới bắt đầu lên lò để nướng, thì mọi người biết đi, thì nó sẽ hình dung xem là tới khi nào nó mới thành phẩm để giao cho khách hàng đúng không ạ. Nhưng mà cậu Du Nam này vẫn tranh thủ những ngày lễ này, những ngày lễ cúng này để mình làm giao cho khách, để mang kiếm cái đồng tiền về lo cho gia đình, lo cho vợ, lo cho con.
đó. Cái đó là mọi người thấy rõ không, đúng không? Con làm mới quan để vào hỏi Du Nam vài câu nha. Ở đây có một số người họ Du Nam á, tức là Du Nam gửi lời chào mọi người, mọi người nghe rõ không ạ? Nghe tiếng rõ Du Nam không? Tại vì ở này ở ngoài đường thì sợ âm thanh nó loãng. Chắc nghe rõ. À, thì theo Du Nam làm á, ví dụ như là trong một đêm như thế này nè, những ngày lễ vậy, thì cái thu nhập nó ổn không? Nói chung là thu nhập này cũng ổn anh ạ. Nếu mà như đêm nay người ta làm, người ta đặt một em một tạ heo nướng này. Ừ. Đó, một tạ, nói chung là làm hết đêm này thì cũng kiếm được độ tầm độ 8 triệu thôi ạ. Em nói ra thì nhiều người nghĩ là mình nói không có đúng. Đúng. Nhưng mà mới một cái số thịt heo như heo nướng ở đây á, người ta bán 340 khi nướng xong thành phẩm. Đó, mà trong khi đó em lấy thịt heo tươi về á, là nó có độ 170 thôi, là thịt ba giỏi ngon. Đấy, là 170. Như ở đây hiện giá thị trường là 160-170. Đó, em sẽ bán tới 340 một ký. Thì mọi người biết là một tạ thì mọi người mới tính dùng cho em. Mọi người nghe rõ không? Nghe rõ không? Tức là cái lượng hàng đêm nay á, riêng cái đêm nay không á, thì khách hàng đặt Du Nam là một tạ, tức là 100 kg. Thì cái giá thành phẩm mà khi Du Nam xong, Du Nam giao cho khách hàng á, thì nó khoảng chừng 300-340 một ký. Thì mọi người hình dung đi, thì một cái ký thịt heo gọi là heo tươi ngoài chợ bao nhiêu, thì trừ ra là cái phần lời của cậu ta, đúng không ạ? Đó, thì ở đây nói là cái gì, tức là ở Việt Nam có làm có ăn, chịu làm chịu khó làm, thậm chí có khả năng làm giàu, đúng không? Đó, giống như Du Nam nói nè, nếu mà riêng cái đêm nay không á, riêng cái đêm nay không là cậu ta sẽ kiếm không dưới 7 triệu nha. Không dưới 7 triệu, mà cũng lại cũng xin nói mọi người nha, cái này để nói trên mạng nha, đừng nói ở ngoài được. Ở ngoài xã hội Việt Nam mà không, khách hàng người ta biết cái giá thì muốn ta đè giá, tội nghiệp Du Nam. Đó, mọi người tính đi. Một ký này á, đúng rồi anh Phạm bác sĩ, để lát em sẽ nói tiếp về vấn đề đó. Đó, một ký thịt ở ngoài chợ là bao nhiêu, khoảng chừng 160, đúng không? 160, cái thịt ngoài chợ cho là 160, 170 đi. Thì thành phẩm lên, thì cái này nướng là chịu khó đứng nướng, quay nướng xong khi giao ra thành phẩm là 300-340 một ký. Thì phải gần như là một lời một á. Mà riêng cái đêm nay không á là Du Nam nó được người ta đạt 100 kg. Thì cứ làm bài toán nhân lên thôi là sẽ ra. Và cái một cái nữa như anh Phạm quân sĩ đó. Và thêm cái anh Phạm sĩ nói nữa, tức là ở đây nè, tiền mặt bằng thì không tốn. Rồi, tiền mặt bằng thì không tốn đồng nào. Đúng chưa? Lề đường mà, đâu có tốn đồng nào đó. Thì khỏi thuế, khỏi má gì hết. Có phải là cậu ta hưởng chọn không? À, đây hai vợ chồng tối ra bán chịu khó một chút. Dạ đúng anh Phạm Sơn, lao động là vinh quang, lời nhát thì là chết đói vậy thôi. Thì đây thường ngày á, thì cậu ta là nướng vịt nha, nướng vịt thường ngày thì nướng vịt. Vì còn những cái ngày lễ như thế này nè, thì do khách hàng ta đặt để ta cúng, ta có nhu cầu ta cúng thì cậu ta nướng heo, nướng những miếng heo, quay những miếng heo nhìn hấp dẫn không nè. Cái này gặp ông cờ chú cầm phải không? Là chắc ông lại là đón máy bay về, đúng không dân? Đó, thì nãy Du Nam nói đó, tức là 7-8 triệu, thì mọi người tính đi. Êm không? Quá êm còn nữa. Hả? Quá êm còn nữa. Ồ, cái chuyện vịt là nữa, hàng ngày nó khác nữa. Đúng rồi Kim Lâm, cứ thế mà nhân lên. Thì cái này rõ ràng nè, tức là thành phẩm này khi nó thành phẩm là khi giao cho khách là giá gọi hữu nghị thôi 300 kg, đúng chưa? 300 kg
Còn ví dụ mà những khách này khách kia nó thì mình tính theo cái giá khác, ví dụ 340, 320 linh động. Mà còn cái giá thịt heo tươi ngoài chợ giá nhiêu thì mọi người cũng biết rồi. Cái này mình khỏi nói bắt công là mấy bác ba que lại bảo là mình dựng dàn dựng như thế này thế nọ. Đó thực tế. Bởi vậy cho nên quay lại cái câu chuyện này là gì? Là xin khẳng định với mọi người là trên các diễn đàn không có câu chuyện dư luận viên ba cũ. Chẳng qua là những thành phần nó chống phá, nó bị những người dân lên tiếng, nó quê, nó nhục, và nó lợi dụng vào cái câu chuyện đó để nó áp đặt, mang tính miệt thị, để khiến những người mà sau này có muốn đứng lên nói tiếng đấu tranh tụi nó cảm thấy là e dè. Nói thẳng vấn đề luôn và chốt vấn đề là như đó luôn. Còn mọi câu chuyện khi những người dân, người gì đó lên tiếng đấu tranh tụi nó là xuất phát từ cái lòng yêu quê hương đất nước của họ thôi. Đó, yêu quê hương đất nước của họ. Ship lên hồ chị An không ạ? Ok Phương Hoa, giờ đặt đi, chốt đơn luôn.